Đài truyền hình Vĩnh Long trân trọng giới thiệu bộ phim truyện Đài Loan Nhân gian huyền ảo phần 3, câu chuyện Thiên công điểm Trạng Nguyên, với các diễn viên chính: Trần Kiến Long trong vai Khôi Tinh Trương Tấn Nguyên, Đoàn Tinh Huyền trong vai Huyền Nữ, Trương Duy Tích trong vai Thái Diệu Tông, Hoàng Tây Điền trong vai Ngọc Đế, Hứa Gia Vinh trong vai Cha Diệu Tông, Dương Thiếu Văn trong vai Long Ngao, Lưu Hiểu Ức trong vai Huyền Mỹ, Trần Ý trong vai Lưu Phụng Hoàng, Tiểu Hộ Đấu trong vai Lão Quan Lưu Minh Tài, Giảng Gia Dĩ trong vai Quan Khâm Sai, Dương Tính Tường trong vai Dương Đại Phú, cùng một số diễn viên khác. Phụng Hoàng vẫn chưa hạ sốt. Cô đừng lo cho tôi. Sao tôi bỏ cô được chứ? Nè, đại phu nói cô nhiễm phong hàn. Bây giờ trong người cô rất là yếu, nên tôi cố tình hầm canh gà cho cô tẩm bổ đó. Nào, ngửi thử xem, thơm lắm nè. Tôi không muốn ăn đâu. Cô không uống thuốc, cũng không ăn gì hết. Vậy cơ thể cô làm sao mà chịu nổi? Dù cô không nghĩ cho bản thân của mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng của cô chứ. Sao cô tốt với tôi quá vậy? Trước đây tôi coi cô như là kẻ thù, đối xử với cô lại rất là bất lịch sự. Bây giờ tôi khốn khổ, cô nên trả thù tôi mới đúng chứ. Trong lòng khổ sở mới nghĩ tới trả thù. Tôi không giữ khổ sở trong lòng đâu. Chúng ta đều là phụ nữ, tôi có thể hiểu cảm nhận của cô bây giờ mà. Nên cô cứ việc yên tâm, thoải mái ở lại đây, bình an vô sự sanh đứa nhỏ ra đời. Quyền nữ, nhìn thấy cô độ lượng như vậy, tôi mới biết trước đây tôi quá ích kỷ. Làm người không thể quá dựa dẫm. Lúc trước tôi muốn dựa dẫm ông tôi, sau này muốn dựa dẫm Diệu Tông, cuối cùng vẫn là một mình không nơi nương tựa. Cho nên tôi đã quyết định, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tự dựa vào mình bước trên con đường đời. Cô muốn dựa vào chính mình thì rất là tốt, nhưng mà con người cũng cần có bạn, có phải không? Nếu như cô không chê bai, cô có thể coi tôi là tỉ muội tốt. Có gì cần tới thì cứ việc tìm tôi. Đa tạ cô. Vào lúc mà tôi cô đơn nhất, có cô ở bên cạnh tôi. Tôi bảo đảm với cô, sau này tôi có chuyện gì cũng sẽ kể với cô. Tôi sẽ coi cô là tỉ muội tốt nhất của tôi, được không? Được, vậy nghe lời tôi, uống canh gà trước đi. Phụng Hoàng thật sự có bài thi đó. Mình phải mau nghĩ cách gạt lấy tờ bài thi này. Nhưng mà bây giờ cổ hoàn toàn không tin mình. Rốt cuộc mình phải làm sao đây? Hỗn Nguyên Thiên Ma, ngài mau ra đây dạy tôi phải làm sao đi. Hỗn Nguyên Thiên Ma. Thái Diệu Tông, ngươi phải nham hiểm độc ác, không từ thủ đoạn. Thà ngươi phụ người thiên hạ, cũng không thể để người thiên hạ phụ ngươi. Hiện giờ Phượng Hoàng bị bệnh, chính là cơ hội tốt nhất. Ta dạy ngươi phải làm thế nào có thể khiến cho cô ta chết không hiểu nổi. Quang, hai người mà tới xem. Xem gì chứ? Chúng tôi thấy Diệu Tông cầm cái gói gì đó đổ vô trong ấm thuốc á. Thật ra hắn ta muốn làm gì? Tôi nghĩ là có thể hắn ta muốn độc chết cô. Chúng ta đi xem thì biết liền à. Đi. Ông trời ơi, Thái Diệu Tông, con không mong ông tha thứ tất cả những gì con đã làm. Con chỉ hy vọng là mẹ con Phụng Hoàng được bình an vô sự. Cho dù có giảm thọ của con cũng không sao. Con bằng lòng cắt một miếng thịt ở trên người mình để làm dược dẫn. Con mong là Phụng Hoàng sẽ mau chóng khỏi bệnh. Con muốn cô ấy sẽ mau chóng khỏi bệnh. Yeah. Yeah.
làm cái gì? Thì huynh chảy nhiều máu quá, mà lấy thuốc đi. Còn lâu tôi mới đi. Vậy thì quên đi. Phùng Hoàng à, không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Chỉ cần hai mẹ con của muội được bình an, bác huynh phải hy sinh như thế nào huynh cũng chịu hết. Nhìn huynh vì mẹ con muội làm như vậy, muội thấy vui lắm. Vậy có nghĩa là muội chịu tha thứ cho huynh rồi. Ừ. Phụng Hoàng, chuyện này liên quan hạnh phúc cả đời cô đó. Thật ra Diệu Tông là người tốt, tính tình trở nên xấu đi chắc chắn là do chiếc vòng kim cô mà ra. Chỉ cần huynh ấy thoát khỏi sự khống chế của nó, chắc chắn sẽ giống như trước đây thôi. Phụng Hoàng, muội có bằng lòng theo huynh về không? Ừ, những chuyện trước đây huynh làm, muội có thể tha thứ cho huynh. Thật sự là quá tốt, huynh cảm thấy rất là mừng. Diệu Tông à, mẹ biết con bị thương, để mẹ thoa thuốc cho con nha. Nghĩa mẫu, không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Phụng Hoàng, muội uống thuốc trước đi, huynh mới cảm thấy yên tâm. Muội mau uống đi cho nóng. Thuốc này không đáng chút nào hết, uống ngon lắm. Đa tạ huynh. Nghĩa mẫu, Phụng Hoàng đã bằng lòng theo con trở về, thời gian qua đã làm phiền mọi người, thầy con chăm sóc cho cô ấy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phu thê đều là đầu giường cãi cuối giường hòa, quen rồi sẽ ổn. Tỷ tỷ, tỷ phải đi sao? Phụng Hoàng, cô suy nghĩ kỹ đã, đừng quyết định nhanh như vậy được không? Quyền nữ, tôi đã từng nói tôi phải dựa vào chính mình đi trên con đường đời, tôi không cứ dựa dẫm vào mọi người được. Nhưng mà tôi cảm thấy Diệu Tông đã tính toán sẵn từ trước. Quyền nữ à, tại sao cô cứ phá hoại tình cảm của tôi và Phụng Hoàng chứ? Câu này không nói bậy được đâu. Phải đó Quyền nữ, cô đừng nói Diệu Tông như vậy mà. Quỳnh ấy không phải là loại người đó đâu. Phụng Hoàng, cô tin tôi đi, hắn là loại người nào tôi rất là hiểu. Tôi chỉ sợ cô bị hắn gạt thôi. Tôi không phải đồ ngốc, tôi tự có suy nghĩ của mình, xin cô đừng nói nữa. Phụng Hoàng à, chúng ta đừng nói với họ nữa. Đi, Quỳnh đưa muội về. Phụng Hoàng, Phụng Hoàng. Này Quỳnh nữ, Phụng Hoàng tha thứ cho Diệu Tông, chuyện phu thê người ta đừng có xen vào nữa. Phụng Hoàng à, huynh nghĩ tất cả đều là ý trời, để huynh có được cơ hội bù đắp cho hai mẹ con muội, huynh thật sự thấy rất mừng. Có thể cưới được một người vợ hiền đức như muội, bây giờ lại có cốt nhục của huynh, huynh đúng là một người đàn ông hạnh phúc nhất ở trên đời này. Nếu Diệu Tông thật lòng hội tâm chuyện ý tốt với mình, vậy đứa bé này sẽ không phải không có cha. Tin là ông trên trời linh thiêng sẽ đồng ý mình làm như vậy. Phụng Hoàng à, muội đang nghĩ gì vậy? Tại sao không lên tiếng? Diệu Tông, huynh có thể hứa với muội một chuyện này không? Được, cho dù là chuyện gì huynh cũng xin hứa với muội. Tháo vòng kim cô trên đầu huynh xuống được không? Tại sao muội biết huynh có món đồ này? Chính do món đồ này mới khiến huynh tẩu hỏa nhập ma, điều đó chính mắt muội nhìn thấy. Nếu huynh đồng ý tháo vòng kim cô xuống giao cho muội, muội hứa với huynh sẽ đem quỷ thứ mà huynh sợ nhất. Quỷ đi thứ gì? Món đồ ông để lại cho muội chính là bài thi giả mạo trạng nguyên, là bằng chứng hại chết ông. Phụng Hoàng à, muội chịu tha thứ cho huynh thật sao? Diệu Tông, thật ra lần này muội theo huynh về chính là hy vọng cho huynh thêm một cơ hội. Huynh cứu trạng của Tấn Nguyên chính vì muốn được ngóc đầu lên, chuyện này muội có thể thông cảm được. Thậm chí muội có thể hiểu được huynh giết ông chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà từ sau khi huynh có dòng kim cô lại trở thành một người vô tình vô nghĩa, muội thật sự không thể nào thông cảm được. Diệu Tâm, chỉ cần huynh giao dòng kim cô cho muội, muội hứa với huynh muội sẽ ở trước mặt huynh hủy đi bài thi đó. Từ nay về sau sẽ không còn ai uy hiếp địa vị của huynh. Được, huynh xin hứa với muội, bây giờ huynh sẽ tháo xuống.
Vậy thì muội cũng lấy bài thi ra. Từ nay về sau, hai phu thê chúng ta sẽ không có bí mật. Tất cả những ân oán sẽ theo bài thi này tiêu tan đi hết. Dòng kim cô này muội sẽ mang tới miếu để quyển. Sao lại như vậy? Phụng Hoàng à, cô thật sự quá ngu ngốc. Ta diễn đạt một vở tuồng khổ nhục kế đã có thể gạt cô lấy bài thi ra. Diệu Tông, mau tháo chồng kim cô xuống đi. Không thể đâu. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Một buổi nào quá. Phụng Hoàng, cô đừng trách ta. Muốn trách thì đừng trách cô quá ngu ngốc, lại quỷ đi tấm bù hộ thân duy nhất của mình. Cô nói không sai, chỉ cần quỷ đi bài thi thì không ai có thể uy hiếp địa vị của ta nữa. Nhưng cô còn nói thiếu một chuyện, chính là ta muốn cô chết. Trong bụng tôi có con của Quỳnh, sao Quỳnh lại tàn nhẫn như vậy? Có con của ta thì đã sao chứ. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Phụng Hoàng, xuống âm phủ gặp ông của cô đi. Cha ơi, cứu con, cha ơi. Chết kiểu này đâu thể nghiệm thi ra. Tới chừng đó ta sẽ nói cô vì sảy thai, chảy máu quá nhiều mới qua đời, thì ta sẽ không có chuyện gì cả. Phụng Hoàng à, ta sẽ tổ chức hậu sự của cô thiệt long trọng. Cô cứ yên tâm, đi xuống hoàng tuyền. Để thua rồi. Để là thua nữa rồi. Nà tiếp. Thua tiếp. Trời ơi, thua hoài à. Xuống à. Không có ngày ăn sao. Hả? Phụng Hoàng, cô sao vậy? Phụng Hoàng, cô sao vậy? Sao máu me đầy người vậy nè? Là Thái Diệu Tông, sau khi hắn gạt tôi lấy bài thi ra thì giết tôi diệt khẩu. Tôi phải giả chết mới giữ được chút hơi tàn, bỏ tới đây tìm mọi người. Trời ơi, Diệu Tông đánh cô tới nông nỗi này, đúng là thất đức quá. Khốn kiếp, tình Thái Diệu Tông này không phải con người mà. Bây giờ phải làm sao đây? Để tôi đi tìm đại phu. Thôi khỏi, tôi sắp không xong rồi. Quyền nữ hứa với tôi báo thù cho tôi, cũng báo thù cho đứa bé ở trong bụng tôi. Phụng Hoàng, tôi hứa với cô, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô, tôi sẽ trả thù cho cô. Đa tạ, đa tạ. Phụng Hoàng, Phụng Hoàng, Phụng Hoàng. Tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi tỷ tỷ. Sao lại như vậy chứ? Một người đang yên lành sao nói đi là đi? Thái Diệu Tông không phải con người mà, chuyện như vậy cũng dám làm ra được nữa. Mối thù này nhất định phải trả. Nhưng mà làm sao trả đây? Muội có cách, muội có chứng cứ, có thể khiến cho Thái Diệu Tông bị báo ứng. Khâm sai xuất tuần, mọi người tránh đường. Khâm sai xuất tuần, mọi người tránh đường. Khâm
sai đại nhân. Dân nữ muốn kêu quan, xin đại nhân làm chủ. Xin khâm sai đại nhân làm chủ. Hả, bẩm đại nhân, có người kêu quan kìa. Hạ kiệu. Thì ra là hai người. Hai người có quan tình gì muốn kêu quan với bổn quan? Đại nhân, thượng thư tiền nhiệm Lưu đại nhân đã bị giết chết, Lưu Phụng Hoàng cháu ông ấy cũng chết không được minh bạch, mong đại nhân chủ trì công đạo. Cô nói sao? Lưu đại nhân và cháu gái ông ta đã chết, sao lại xảy ra chuyện này? Huyện lão gia các người tìm được hung thủ chưa? Hung thủ chính là huyện lão gia Thái Diệu Tông. Cô có bằng chứng gì? Đây chính là bằng chứng, mời đại nhân xem qua. Đây là bài thi đại khảo. Đúng vậy, đây là bằng chứng Thái Diệu Tông giả mạo Trạng Nguyên. Hắn vì muốn hủy chứng cứ đã giết chết Lưu đại nhân và Lưu Phụng Hoàng diệt khẩu. Dương Đại Phú, ngươi còn gì để nói hay không? Tôi bị quan mà, tôi không có giết ngươi. Tất cả là do Thái Diệu Tông hại tôi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Ông trời ơi, ông mau cứu con với. Con không muốn chết mà. Chấm miệng lại. Đã chết tới nơi rồi mà còn ăn nói bậy bạ. Người đâu rồi? Dạ. 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 Đâu hạ Lưu Dân? Đâu hạ Lưu Dân? Lòng ngào, ông dám tới quấy nhiễu pháp trường à? Có gì mà ông dám? Ngươi tưởng người lớn nhất chỗ này hả? Các vị hương thân, khâm sai đại nhân gió đâu? Khâm sai đại nhân. Thái Diệu Tông, ngươi biết tội chưa? Khâm sai đại nhân, tôi thật sự không biết là tôi đã phạm tội gì. Được, bổn quan sẽ cho ngươi biết. Tội thứ nhất, ngươi tham lam công danh, dùng bài thi giả mạo nhận vị trí Trạng Nguyên của Trương Tấn Nguyên. Tội thứ nhì, ngươi vì muốn hủy bài thi ra tay giết Lưu đại nhân diệt khẩu. Tội thứ ba, ngươi giết Lưu Phượng Hòa, gây ra một sát hai mạng. Đều là trọng tội, thiên lý bất dung. Ngươi còn không mau khai rõ sự thật? Khâm sai đại nhân, ngài hùng hồn tuyên bố là có bài thi, xin cho hỏi bài thi đã ở đâu? Ngài đừng nghe theo Lý Quyền Nữ và Trương Tấn Nguyên bọn chúng tùy tiện nói vài ba câu thì đã tin bọn họ chứ. Ngươi muốn xem bài thi, bổn quan sẽ cho ngươi xem. Người đâu? Dạ. Đem vật chứng cho hắn xem. Dạ. Bài thi? Tại sao lại còn bài thi? Chẳng phải đã bị quỷ rồi sao? Diệu Tông, con nói thật cho cha biết, những chuyện này có phải con làm không? Dĩ nhiên là do hắn làm. Thái Diệu Tông, ngươi tưởng gạt được Phụng Hoàng trở về thì có thể lấy được bài thi sau đó quỷ đi chứ gì? Nhưng mà Phụng Hoàng không bất hờ tới vậy. Cổ đã giao bài thi thật cho tôi từ trước rồi. Cổ có nói với tôi, nếu như cổ có chuyện gì bất trắc thì kêu tôi phải lấy bài thi này kêu quan báo thù cho cổ. Chắc là ngươi không thể nào ngờ bài thi trên người của cổ là giả, bài thi trước mặt của ngươi mới là thật. Bây giờ có thể chứng minh những gì Dương Đại Phú nói tất cả đều là sự thật. Lưu đại nhân là do ngươi hại chết. Đúng đó, đúng đó. Đại nhân à, tôi có thể làm chứng là do hắn giết đó. Thái Diệu Tông, ta không có đứa con nuôi máu lạnh vô tình như ngươi. Ngươi hại Tấn Nguyên nhà ta, còn hại chết bao nhiêu người. Ngươi đúng là súc sanh mà. Ngươi có nghe chưa? Ngươi là súc sanh đó. Chờ ngươi đi đầu thai 12 con giáp cho ngươi lần lượt đi làm từng con để ngươi từ từ hưởng thụ nha. Diệu Tông, ngươi hại chết tỷ tỷ, ta không nhận ngươi làm huynh đệ nữa. Đại nhân à, ngài làm ơn nghe tôi giải thích đi. Bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn muốn chối cãi? Người đâu? Dạ. Giả miệng. Khoan đã. Đại nhân à, tên súc sinh này nên để người làm cha này đích thân dạy nó. Trạng Nguyên không đổ được thì thôi, tại sao ngươi phải gian lận? Sách người học được bỏ đâu hết rồi hả? Lưu đại nhân ngươi cũng giết chết ổng, lương tâm của ngươi bị chó cắn rồi hay sao? Khốn kiếp nhất chính là Phụng Hoàng là thê tử ngươi, trong bụng nó có cốt nhục của ngươi, sao ngươi đành lòng giết chết mẹ con của nó chứ?
ngươi có còn là con người hay không hả? Đại nhân à, phán quyết nó đi, để nó chịu nhận quả báo. Cha, con là con của cha, sao cha có thể nói như vậy chứ? Câm miệng lại, ta không có thứ con như ngươi. Ta thật sự quá hối hận, tại sao ngày xưa lúc sanh ngươi ra lại không bóp chết ngươi cho rồi. Cha, Thái Diệu Tông tố cáo ngươi thân là mệnh quan triều đình, lại phạm tội giết người và khi quân phạm thượng, biết pháp phạm pháp, tội không thể tha. Hôm nay bổn quan sẽ noi gương theo bao thanh thiên đại nhân nhà Tống, trảm người tại công đường. Người đâu? Dạ. Đao trảm trở lên. Dạ. Cha, cha ơi, cha cứu con đi, con không muốn chết đâu cha. Cha ơi, cha mau cứu con. Cha, cha ơi, cha, cha mau cứu con, mau cứu con. Khai đao. Cha ơi, cha. Chạp. Diệu Tông à, Thái Khấu, nhặt xác cho con ông đi, phủ quan sẽ bị tịch thu, tối nay ông phải dọn đi ngay. Bãi đường. Dạ. Con của cha, tất cả cũng tại cha, là tại cha không dạy con đàng hoàng. Diệu Tông à, lão Thái Khấu à, đừng như vậy mà. Con trai tôi nó đi rồi. Diệu Tông à, mặc dù là con thật sự có tội, nhưng mà dù có nói thế nào, cha cũng không mong sau khi con chết cơ thể không được toàn vẹn. Bây giờ cha dùng kim khâu lại cho con, hy vọng con có thể mau chóng đi đầu thai làm người, sau này làm người đàng hoàng. Diệu Tông, cha chôn con trong mộ phần họ Thái, để con được tổ tiên phù hộ, không có bỏ mặc con, để con là một cô hồn giả quỷ. Diệu Tông à, con cứ yên tâm ra đi. Bây giờ cha đi rót nước để lau mặt cho con, luôn tiện đốt ít giấy tiền để con đi đường suôn sẻ. Thái Diệu Tông đã chết, hiện giờ hắn đã hồn tiêu phách tán, nhục thể của hắn đã hoàn toàn thuộc về ta. Bổn Nguyên Thiên Ma sẽ trở lại tam giới, ta phải báo thù. Diệu Tông, con sống lại rồi à? Có phải cha nằm mơ không? Không phải là ông nằm mơ. Con trai của ông Thái Diệu Tông đã chết. Ta là Hỗn Nguyên Thiên Ma, bây giờ mượn nhục thể của hắn hoàn hồn. Từ nay trở đi, nhục thể của hắn sẽ thuộc về ta. Cậu nói cái gì? Cái gì Hỗn Nguyên Thiên Ma chứ? Cậu muốn cái gì? Ta giữ cái mạng chó của ông, muốn ông đi nói với tên khâm sai đó, ta sẽ hút cạn máu của hắn. Kêu hắn lo hậu sự đi. Nghe rồi. Nghe thấy chưa hả? Nghe thấy rồi. Đây là thật sao?
Không phải mình nằm mơ. Sao lại vậy được chứ? Lò Thái Khấu à, chúng tôi tới thắp nén nhang cho Diệu Tông. Nói gì thì tôi cũng từng là nghĩa mẫu của nó mà. Diệu Tông, Diệu Tông sống lại rồi. Cái gì? Diệu Tông sống lại? Diệu Tông đã chết rồi, người chết sao sống lại được? Không phải đâu, tức là trời ơi, hắn nói hắn không phải là Diệu Tông. Nói cái gì? Cái gì? Hỗn Nguyên Thiên Ma. Hắn mượn cơ thể của Diệu Tông để hoàn hồn. Hỗn Nguyên Thiên Ma? Lão Thái Khấu à, lúc ông nói Diệu Tông, lúc lại nói không phải Diệu Tông, lúc lại nói là Thiên Ma. Ông đang nói cái gì vậy? Ông đừng hù chúng tôi chứ. Tất cả chúng tôi đều chính mắt nhìn thấy Diệu Tông đầu rơi xuống đất, lý nào lại sống lại được. Tôi thấy ông đau lòng quá độ nên điên luôn rồi đó. Đúng vậy, con nghe người ta nói chỉ có cương thi mới như vậy, khủng khiếp lắm đó. Là thiệt mà, vừa rồi tôi dùng kim và chỉ mai đầu và thân của nó lại với nhau. Trời ơi, nó có sức mạnh dữ lắm. Còn kêu tôi đi cảnh cáo Khâm Sai đại nhân, hắn nói muốn hút cạn máu nghệ. Là thế Khấu à, ông càng nói càng hoang đường mà. Tôi thấy ông thật sự đã đau lòng quá độ rồi. Người chết thì làm sao mà có thể sống lại được chứ. Ông bớt buồn đi, người chết không thể nào hồi sinh được đâu. Khoan đã, tôi tin lời ba ấy nói là thật đó. Ca ca, sao Quỳnh nói vậy? Quỳnh từng nghe lớp người đi trước nói là Hỗn Nguyên Thiên Ma, tên ma đầu này vô cùng lợi hại luôn nghe. Quỳnh còn nghe nói hắn và Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là huynh đệ kết bái nữa. Lợi hại vậy sao? Lợi hại cỡ nào thì đệ không biết, nhưng đệ dám khẳng định một chuyện chính là Hỗn Nguyên Thiên Ma không có xuất hiện lâu dữ lắm rồi, cho nên ba không lý nào biết tên ma đầu này. Nhưng mà ba ấy nói ra được tên của hắn, chứng tỏ sự việc này là có thật đó nghe. Long Ngao à, sao cả cậu cũng điên luôn vậy? Mẹ à, ca ca con nói như vậy chắc chắn có lý của huynh ấy. Con thấy sáng sớm ngày mai chúng ta đi tìm Khâm Sai đại nhân thông báo sự việc này đi. Được đó, các người đi thông báo, tôi nghe ngóng xem có tin tức gì không. Được. Hay chúng ta chia ra hành động đi. Được, đi thôi. Đi. Các người tới tìm bổn quan là muốn nói chuyện quan đường này sao? Đại nhân, cho dù là thật hay là giả, chúng tôi chỉ có ý tốt, mong ngài cẩn thận đề phòng. Đúng vậy, so với ngài, tôi càng không dám tin vào chuyện này. Nhưng mà là tôi chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, xin ngài hãy tin tôi đi mà. Im miệng! Thái Khấu vì mất đi con trai, mất đi lý trí, bổn quan có thể hiểu được. Nhưng sao các người lại hùa theo ông ta nói bậy? Nếu đồn đãi ra ngoài, khác nào phạm tội nhiễu loạn lòng dân. Hả? Con lại phạm tội nữa rồi, mẹ à. Không liên quan tới chúng tôi, chúng tôi đi theo lão Thái Khấu tới thôi. Tôi cũng giống đại nhân, không hề tính có chuyện này đâu. Được vậy thì tốt. Bổn quan thấy các người là ba tánh lương thiện nên không trách các người. Nhưng bổn quan cảnh cáo các người, nếu các người còn dám ăn nói lung tung khiến lòng người hoang mang, bổn quan nhất định sẽ bắt các người ra đánh 50 heo. Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? La lối ầm sầm vậy hả? Đại nhân à, trong thôn đã xảy ra án mạng. Án mạng? Trong một đêm đột nhiên có rất nhiều người chết, hơn nữa đều do bị hút máu mà chết đó. Cái gì? Có chuyện này sao? Ta là Hỗn Nguyên Thiên Ma, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cuồng đồ to gan, dám giả ma giả quỷ, ra đây cho ta. Đừng có chạy tới cùng trời cuối đất, bổn quan sẽ bắt ngươi bằng được. Khâm Sai đại nhân, bây giờ chứng minh sự thật có thiên ma hút máu người, ngài phải phái người bảo vệ an toàn của mình. Phải đâu đại nhân, thiên ma nói sẽ hút máu của ngài, lỡ đại nhân có xảy ra chuyện gì bất trắc thì biết tính sao đây. Làm gì có thiên ma, chỉ là hung thủ biến thái đang giết người. Và lại bổn quan là Khâm Sai, sao chỉ lo cho mình không màng an nguy của bá tánh. Ta phải bắt hắn lại để hắn chịu chế tài của pháp luật. Nhưng hắn dám giết ta, ta cũng không sợ. Ta sẽ chờ hắn tự sa vào lưới. Chết tới nơi mà còn cứng miệng sao? Giờ ta sẽ tới lấy mạng chó của ngươi. Hắn là Diệu Tông mà. Hắn chính là Thiên Ma, sao Diệu Tông lại biến thành Thiên Ma? Cuối cùng cũng đã tới. Hình như là các ngươi đều không sợ ta. Bổn quan có hoàng mệnh trên người, hoàng khí gia trì, tại sao phải sợ ngươi? Cho dù Thái Diệu Tông hay là Thiên Ma, ta có thể chém ngươi một lần thì có thể chém ngươi lần hai. Ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục, từ từ kiểm điểm lời ngươi vừa nói. Người đâu,
Dạ. Bắt hắn ta lại. Dạ. Trời ơi, không ngờ thiên ma là thiếu bản lĩnh tới vậy. Mới hai ba cái đã bị bắt rồi, hoàn toàn không cần quýnh ra tay à. Người đâu, bắt hắn ta về. Dạ. Bọn súc sanh trần gian nhà ngươi lại dám đối chọi với hỗn nguyên thiên ma ta sao? Ca ca, mau đi cứu đại nhân. Tự nhiên Quỳnh cảm thấy hình như Quỳnh không phải đối thủ của hắn. Bây giờ tới lượt ngươi. Tại sao ngươi nhất định phải giết ta? Chính ngươi đã từng nói, ngươi là Khâm Sai, có hoàn khí ở trên người. Ta muốn hút hoàn khí của ngươi để phục hồi pháp lực của ta. Cứu ta! Cứu ta! Lúc trước hút bao nhiêu máu của người phàm, chỉ phục hồi được một phần công lực. Không ngờ hoàn khí quả nhiên là hữu dụng. Chỉ hút máu của một tên Khâm Sai đã khiến ta phục hồi ít nhất 3 phần pháp lực. Tiếp theo, ta sẽ hút máu của Quyền Nữ. Như vậy thì ít nhất ta có thể phục hồi 7 phần công lực. Bán suốt cả ngày không bán được một tô nào. Ôi, lẽ nào không có khách thiệt sao? Hôm nay đúng là sướng thiệt nha, không cần rửa cái tô nào hết trơn á. Mẹ à, con thấy như vậy, dù gì cũng không ai mua, chúng ta dọn hàng về sớm đi. Phải đó mẹ à, mình về nhà đi, nếu không tối quá con sợ. Ba đứa tụi con không có biết động não gì hết ha, không có tiền lấy gì mà ăn. Không bắt được thiên ma thì chúng ta khỏi buôn bán luôn sao? Vậy thì mọi người cứ ăn không khí cho no đi. Đâu có ai dám ra ngoài làm sao buôn bán được chứ. Người ta đều sợ thiên ma giết chết, không có ai sợ bị chết đói hả? Tôi không tin hôm nay không bán được tô nào hết. Mẹ à, mẹ đừng có chấp vậy mà. Con đó, không phải mẹ thích cằn nhằn. Con đã thành thân với Tấn Nguyên rồi, nếu con không phụ kiếm tiền, mẹ biết lấy gì mà nuôi cháu đây hả? Không lẽ bắt bà già này cứ bán canh bún gạo nuôi hết cả nhà sao? Vậy lúc nào mẹ mới có thể hưởng phúc được đây? Con cũng vậy đó. Trạng nguyên của con bị mất, bổ đầu cũng bị mất luôn. Mẹ thấy cả đời con chỉ có bán canh bún gạo này mà thôi. Còn nữa, con không có tỉnh ngộ gì hết. Ngay cả làm tướng công của người ta, làm con trai người ta, sau này làm cha của người ta, mà con không hề có một chút trách nhiệm gì hết trơn à. Lại nhảy nữa rồi. Cậu đó. Tôi thật sự chẳng muốn nói cậu một chút nào hết. Cậu ham ăn biến làm. Nếu cậu không phụ tôi kiếm tiền, cậu có việc khăn gói biến về nhà cho tôi. Đừng có ở đây làm chướng mắt của tôi nữa. Mẹ à, tụi con đâu có ý này đâu. Tụi con sợ mẹ nguy hiểm thôi. Không kiếm được tiền mới nguy hiểm. Hôm nay nếu không bán hết số canh bún này, còn lâu mẹ mới về. Mấy đứa muốn về thì cứ việc về đi. Được. Vậy tụi con về trước ha. Quỳnh Nữ à, Quỳnh thích chúng ta về nhà nấu cơm tối trước. Lát nữa tới đón thăm ấy ha. Mẹ à, con ở lại với mẹ. Thôi khỏi, con cũng về luôn đi. Mẹ có cách nuôi con khôn lớn thì mẹ cũng có cách một mình bán hết số canh bún này mà. Mẹ à, tụi con đi nha. Đi. Ôi, uổng công mình bán tới giờ này vẫn không bán được một tô nào. Trời ơi, ở trên phố chỉ còn có mỗi một mình à. Sớm biết như vậy thì đừng có cứng miệng.
Lạy trời lạy Phật, làm ơn đi, Thiên Ma đừng tới tìm tôi nha. Bỏ người ta. Mẹ ơi, mẹ ơi, mau thả mẹ ta ra. Tấn Nguyên cứu mẹ. Mẹ. Ê, đại ca, nguy hiểm lắm. Để cho đấy. Mau thả đại thẩm ra, nếu không đừng trách ta. Long sinh cửu tử, chưa phải là rồng. Long Ngao, ngươi chỉ là nửa rồng nửa cá mà lại dám lớn tiếng trước mặt ta hay sao? Lẽ nào ngươi đã quên Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không là huynh đệ kết bái của ta, công lực của ta không hề thua hắn. Long Ngư, hắn chửi đệ sao đệ không có giận? Hắn nói đúng rồi, đệ là nửa rồng nửa cá, cái gì cũng chỉ biết phân nửa, cả phép thuật của đệ cũng thường sai sót. Mấy đứa nói cái gì vậy? Mau cứu mẹ đi. Câm miệng. Muốn cứu bà ta rất là đơn giản. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi hết, xin đừng có làm tổn hại mẹ ta mà. Ta muốn quyền nữ trao đổi với bà ta. Ta không sai. Tiên nữ Tế Tử. Được, ta bằng lòng. À, quyền nữ. Không được, cô làm vậy làm sao ăn nói với phụ vương cô đây? Ngươi không cần lo, ta tự có quyết định. Quyền nữ à, tại sao con phải làm như vậy? Vì mẹ là mẹ của con, chỉ cần có cơ hội con đều sẽ cứu mẹ, bao gồm hy sinh tính mạng của con. Quyền nữ à, mẹ có lỗi với con. Con hiếu thảo với mẹ như vậy, mẹ lại quá hà khắc với con. Tại sao con phải chịu uất ức này chứ? Không có, con không uất ức gì hết. Có thể làm con dâu của mẹ là phước của con. Đừng có tào lao nữa, Liễu Quyền Nữ, cô mau qua đây. Thả mẹ ta ra, ta sẽ qua đó liền. Khoan đã, để đổi với tỷ. Tấn Nguyên, không được đâu. Tấn Nguyên. Đại ca, để không thể trơ mắt nhìn tiên nữ tỷ tỷ và mẹ đi nạp mạng được. Muốn chết cứ để cho đệ chết. Không được đâu Tấn Nguyên, huynh và mẹ đều là người quan trọng của muội, huynh không thể nào chết. Hứa với muội, huynh phải thay muội hết lòng hiếu thảo với mẹ. Nhưng mà đệ không thể không có tỷ, đệ sẽ đau khổ dữ lắm. Ta là đệ chết cũng không muốn mất tỷ. Có câu này của huynh, muội mãn nguyện lắm rồi. Trương Tấn Nguyên, máu của người không hề có giá trị. Nếu Quyền Nữ, ngươi còn không mau qua đây. Mẹ. Thời cơ đã tới, Cổ Nguyên Thiên Ma ta đã chờ được thời cơ trở lại tam giới. Chỉ cần hút máu của cô, ta có thể khai thiên nhãn phục hồi mấy phần công lực. Tiếp theo đó, ta chỉ thiếu một bước nữa, ta sẽ làm vua của thiên địa nhân tam giới này. Hả? Ta công chúa. Tiên nữ tiên tử. Ta công chúa. Công lực của ta đã hoàn toàn hồi phục. Trường Tấn Nguyên, ngươi khoan hãy chết, chờ thời cơ tới sẽ tới lượt của ngươi. Tiên nữ tiên tử. Quyền nữ. Tiên nữ tiên tử. Quyền nữ à, con có sao hay không? Mẹ à, xin lỗi mẹ, con không thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ, sanh cho mẹ một đứa cháu cưng. Con đừng nói như vậy, con càng nói mẹ càng đau lòng. Tấn Nguyên, huynh không được khóc. Muội nhớ huynh từng nói với muội,
huynh thích nhất là nhìn muội cười. Bây giờ muội sẽ cười một lần cuối để cho huynh xem nha. Ngày tháng ở bên cạnh huynh là những ngày muội vui vẻ nhất. Nhưng mà xin huynh tha lỗi cho muội, muội không thể ở bên cạnh huynh nữa. Nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, tỷ không thể xa đệ, đệ không thể không có tỷ được, tỷ không thể xa đệ, tiên nữ tỷ tỷ. Long Ngao, sao quyền nữ lại biến mất? Chuyện tới nước này, tôi đành nói sự thật với hai người. Thật ra quyền nữ chính là tam công chúa của Ngọc Hoàng Đại Đế. Vì cậu có thần mệnh cho nên không có vấn đề chết hay sống. Nguyên thần của cậu đã trở về thiên đình rồi. Có điều sao? Để nói đi. Có điều e là phải mất một thời gian tĩnh dưỡng rất lâu. Cô không hạ phàm nữa đâu. Một ngày ở trên trời bằng một năm ở dưới trần gian. Hai người mãi mãi không thể gặp lại cổ nữa. Ngài có sao không? Ta không sao. Sao quyền nữ bị thương nặng như vậy? Cả ngài cũng không thể cứu được nó. Ta đã cố hết sức. Ta cũng đã mất đi một nửa pháp thuật. Ta chỉ miễn cưỡng duy trì tiên khí của nó. Nhưng mà hồn phách của nó đã bay ra 9 tầng trời, không dễ gì tìm lại được. Nếu càng kéo dài e là sẽ mất mạng. Con gái đáng thương của ta sao lại ra nông nổi này? Đều do hỗn nguyên thiên ma mà ra. Ta phải nhân lúc này pháp lực của hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục bắt hắn lại. Nếu không thì sẽ rắc rối to. Chuyện này nếu truy cứu đến cùng, tội của ngài cũng đứng đầu. Ban đầu chính vì lòng dạ ngài hẹp hòi, xử phạt khôi tinh hạ phàm chịu tội. Còn rút gốc trí tuệ của hắn, hại hắn trở thành tên ngốc Trường Tấn Nguyên. Con gái chúng ta mới xuống trần chịu khổ với hắn.